Những tín hiệu tích cực của U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Đội tuyển U22 Việt Nam đang đóng quân tập luyện tại Bà Rịa, Vũng Tàu đến ngày 26 tháng 4 sẽ lên đường sang Campuchia tham dự SEA Games 32. Huấn luyện viên Joshua bắt đầu nhận được những tín hiệu tích cực. Sau khi U22 Việt Nam trở về từ Doha Cup, huấn luyện viên Joshua lên tiếng kêu gọi các câu lạc bộ hãy tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ thi đấu nhiều hơn. Tưởng như những lời của ông thầy người Pháp sẽ khó được các câu lạc bộ để tâm thì ngược lại, cầu thủ trẻ U22 được dùng nhiều hơn ở các giải chuyên nghiệp quốc gia. Nhiều đội bóng tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ ra sân và trong số đó có những người đã để lại dấu ấn. Vì thế mà ngay trong buổi tập đầu tiên tại Bà Rịa Vũng Tàu, huấn luyện viên Joshua đã nói rằng trong 3 tuần vừa qua, khoảng 80-90% thành phần cầu thủ của U22 Việt Nam đã được ra sân ở V-League. Điều này rất quan trọng cho quá trình chuẩn bị SEA Games 32. Đây là tín hiệu tích cực đầu tiên mà khi triệu tập 31 cầu thủ cho đợt tập trung đầu tiên, ông Joshua đã tính cả đến một chặng đường dài hơn SEA Games. Những cầu thủ không chỉ là nhân tố để phục vụ mục tiêu vô địch SEA Games, đó còn là ở các giải đấu lớn khác. Đây cũng là lực lượng đồng cốt để đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Theo quy định, ông Joshua sẽ phải loại 9 cầu thủ trước khi lên đường sang Campuchia. Và trong số 23 cầu thủ này, có 20 cầu thủ được đăng ký danh sách chính thức cho ban tổ chức và 3 cầu thủ dự phòng. Theo huấn luyện viên Joshua, danh sách chính thức sẽ được lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí. Thực tế, bản thân các cầu thủ đều ý thức được vấn đề này. Đây cũng là điều giúp ông thầy người Pháp tăng tính cạnh tranh trong đội hình, từ đó có nhân sự tốt nhất. Huấn luyện viên Joshua nói, tôi đề cao sự đa năng của cầu thủ, nếu không đa năng thì khó mà được lựa chọn. Để vào đến chung kết thì chúng ta sẽ phải trải qua 6 trận đấu, chưa kể trường hợp bị trao dò và thẻ phạt. Do vậy, việc tính toán làm sao cho phù hợp sẽ là công việc rất quan trọng. Tôi cố gắng tạo nhiều sự thử nghiệm để các cầu thủ thi đấu nhiều vị trí càng tốt. Đến thời điểm này tôi hài lòng về tính đoàn kết và kỷ luật của toàn đội. Trong khi đó, hậu vệ Quang Thịnh cho biết, đợt tập trung này thay loại 9 người nên bản thân tôi cũng cảm thấy áp lực và cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Hoàn thiện bản thân cho từng buổi tập để có tên trong danh sách cuối cùng dự SEA Games. Bản thân tôi chưa được đá V-League, nhưng tôi nghĩ rằng thầy gọi ai thì người đó cũng có điểm mạnh. Việc chưa được ra sân tại V-League buộc tôi phải cố gắng gấp đôi, gấp ba để cạnh tranh suất đá chính. U22 Việt Nam đến Campuchia lần này không có sự xuất hiện của các cầu thủ ngoài độ tuổi trong đội hình. Đây là quy định của ban tổ chức và theo những chuyên gia phân tích thì đó là cái khó chung. Tuy vậy, U22 Việt Nam vẫn có đến 6 cầu thủ trong đội hình từng dự SEA Games 31. Đây là những nhân tố mà huấn luyện viên Joshua có thể dựa vào để xây dựng lối chơi. Tôi nhớ có ít nhất 6 cầu thủ của đội hình hiện tại từng dự SEA Games 31. Họ sẽ giúp đỡ đồng đội lúc khó khăn. Áp lực là động lực trong cuộc sống. Cả đội phải cố gắng tìm cách hoàn thiện được lối chơi, ông Joshua nói. Tại bảng B, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng vòng bảng. Đây cũng có thể được coi là một lợi thế thay vì bất lợi như nhiều người phân tích. Việc gặp những đối thủ dễ thở hơn ở các lượt trận trước sẽ giúp ông Joshua có thời gian chỉnh sửa chiến thuật. Trận đấu với U22 Thái Lan có thể sẽ mang tính quyết định, thế nên U22 Việt Nam cần có lực lượng và chiến thuật hoàn thiện. U22 Việt Nam đến Campuchia với một tâm thế mới và mục tiêu kỳ vọng. Đây cũng là sự khác biệt mà các đối thủ sẽ khó lường như thời huấn luyện viên Park Hang-seo còn đương nhiệm. Mong rằng những điều tích cực sẽ đồng hành cùng U22 Việt Nam. Campuchia chuẩn bị công tác y tế cho SEA Games 32. Để chuẩn bị cho việc cung cấp các dịch vụ bảo vệ sức khỏe và cấp cứu trong SEA Games sắp tới, Bộ Y tế Campuchia đã phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo các đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị các phương án bảo vệ, cấp cứu y tế. Bộ Y tế nước đã chuẩn bị 7 bệnh viện cấp quốc gia để phục vụ cho đại hội sắp tới như Bệnh viện Quốc gia Techo Center Vip, Bệnh viện Kameti, Bệnh viện Hữu nghị Campuchia, Trung Quốc, Ricosumab, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ngoài ra còn có 4 bệnh viện tuyến tỉnh sẽ tham gia làm nhiệm vụ ở Siem Reap, Sihanoukville, Cambodia Kép. Campuchia cũng huy động 833 bác sĩ, trong đó có 457 bác sĩ ở thủ đô Phnom Penh. Có 114 xe cứu thương và 72 phương tiện ở Phnom Penh sẽ làm tham gia làm nhiệm vụ. Nước chủ nhà SEA Games 32 cũng trang bị 9 phòng khám di động, trong đó có 6 phòng ở Phnom Penh, 11 liều y tế, trong đó Phnom Penh có 7 liều. Bộ Y tế Campuchia khuyến cáo khi các vận động viên, khán giả đến tham dự SEA Games có vấn đề về sức khỏe, hãy tìm kiếm các dịch vụ y tế và cấp cứu miễn phí tại các địa điểm đã được thông báo ở trên. Các xe cấp cứu, phòng khám di động sẽ được đặt tại làng vận động viên, xung quanh các địa điểm thi đấu cũng như cơ sở lưu trú lớn khác của các đoàn, để sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cần thiết. SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 5, chuyên môn bóng đá nam sẽ thi đấu trước từ ngày 29 tháng 4. Dự kiến hơn 11.000 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 10 quốc gia trong khu vực sẽ đến Campuchia tham dự đại hội. Ngoài ra, rất đông du khách quốc tế cũng sẽ đến Campuchia để theo dõi SEA Games. Do đó, vấn đề y tế được Campuchia rất chú trọng. Họ đã sớm lập kế hoạch chi tiết, thông báo rộng rãi để mọi người được biết. SEA Games 32 là bước đệm cho tương lai. Thầy trò huấn luyện viên HNV Philip Chaucier đã nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, đó là bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 32. Trước khi dẫn quân sang Campuchia, chiến lược gia Philip Chaucier tin tưởng đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu. Tuy nhiên,
bầu không khí luyện tập vào lúc này của đội nhà khá căng thẳng, sự nghiêm khắc đến khắc nghiệt. Chiều ngày 19 tháng 4, trong buổi tập tại Bà Rịa ở Vũng Tàu, huấn luyện viên Philip Chelsea đã đuổi ngang Hồ Văn Cường ra ngoài vì cho rằng cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An không thực hiện đúng giáo án. Khỏi phải nói bầu không khí trên sân căng thẳng như thế nào. Hồ Đức Cường bị xét xấu đã được trợ lý huấn luyện viên Christophe Gamo an ủi. Trong các buổi tập trước đó ở Hà Nội, ông Philip Chelsea cũng khá nóng tính. Có trường hợp một cầu thủ mắc lỗi, ông cho cả nhóm đội ra ngoài sân dù mới tập chưa được một phút. Giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và chiến lược gia Philip Chelsea là hai phong cách khác nhau. Thầy Park đề cao sự thoải mái trên sân tập, còn Chelsea như ông giáo nghiêm khắc. Đó là tính cách và thói quen nghề nghiệp của các nhà cầm quân nên cầu thủ và người hâm mộ phải tôn trọng. Thành công của chiến lược gia Philip Chelsea, trong đó có việc nâng tầm bóng đá Nhật Bản, cũng đến từ sự nghiêm khắc đến khắc nghiệt trong luyện tập. Theo dõi đội tuyển U22 Việt Nam từ ngày đầu huấn luyện viên Philip Chelsea dẫn dắt đến nay, chuyên gia Vũ Mạnh Hải, cựu danh thủ thể công, nhận định huấn luyện viên Philip Chelsea đang bị áp lực. Áp lực thắng trận, giành thành tích và áp lực do chính ông đề ra cho bản thân. Hợp đồng giữa VFF và chiến lược gia Philip Chelsea có thời hạn 3 năm rưỡi, cho thấy sự tin tưởng, kỳ vọng của VFF vào ông thầy người Pháp. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải phân tích, VFF hoàn toàn tin tưởng huấn luyện viên Philip Chelsea sẽ làm tốt trong việc đưa bóng đá Việt Nam bứt phá, vượt tầm khu vực. Tuy nhiên, không ai dám chắc thành tích của các đội tuyển quốc gia sẽ tốt lên. Mà tại Việt Nam, người hâm mộ cần chiến thắng nên sự gửi gắm vào ông thầy người Pháp luôn là áp lực lớn. Theo tôi, chúng ta không nên mang thành tích của các đội tuyển quốc gia dưới thời thầy Park để khiến huấn luyện viên Philip Chelsea bị thêm áp lực. Chúng ta cứ ủng hộ và tôn trọng ông Philip Chelsea, hướng đến những mục tiêu xa hơn. Sau thất bại ở Doha Cup 2023, thầy trò nhà Philip Chelsea trở nên cầu thị hơn. Trên sân tập, chiến lược gia người Pháp vẫn nhiệt huyết như thường thấy, tích cực truyền lửa cho học trò. Đánh giá về các đối thủ cũng như mục tiêu của đội tuyển U22 Việt Nam, huấn luyện viên Philip Chelsea cho biết tất cả đối thủ sắp tới đều quen thuộc ở Đông Nam Á. Họ có tham vọng riêng, thậm chí là vô địch. Sẽ không có trận nào là dễ dàng với chúng tôi. U22 Thái Lan vẫn là đội mạnh nhất. Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự tìm hiểu kỹ các đối thủ và mục tiêu rõ ràng là bảo vệ ngôi vị vô địch. Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32, đội tuyển U22 Việt Nam đã trải qua 4 giai đoạn tập huấn trong tháng 3 vừa qua, trong đó có tham dự giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023. Mặc dù không đạt được kết quả tốt về mặt tỷ số, nhưng huấn luyện viên Philip Chelsea không lo lắng về điều đó, bởi thông qua giải đấu này, chúng tôi đã có đánh giá sơ bộ về cầu thủ. Tất nhiên họ còn nhiều sai sót về mặt chiến thuật, nhưng giờ sẽ là lúc cải thiện năng lực cầu thủ. Tôi tự tin toàn đội sẽ chơi tốt tại SEA Games 32. Theo quy định của điều lệ môn bóng đá nam tại SEA Games 32, các đội sẽ đăng ký danh sách chính thức với tối đa là 20 cầu thủ, trong đó tối thiểu là 2 thủ môn. Quân số của đội tuyển U22 Việt Nam hiện tại là 31 tuyển thủ. Trước khi sang Campuchia, huấn luyện viên Philip Chelsea sẽ phải loại 11 cầu thủ. Được hỏi về tiêu chí lựa chọn nhân sự cho đội tuyển U22 Việt Nam, huấn luyện viên Philip Chelsea cho hay, tôi đề cao sự đa năng của cầu thủ. Nếu không đa năng thì cầu thủ khó được lựa chọn. Để vào đến trận chung kết SEA Games 32 thì chúng ta sẽ phải trải qua 6 trận đấu, trước kể trường hợp bị treo giò và thẻ phạt. Do vậy, việc tính toán làm sao cho phù hợp sẽ là công việc rất quan trọng. Tôi cố gắng tạo nhiều sự thử nghiệm để các cầu thủ thi đấu nhiều vị trí. Đến thời điểm này, tôi hài lòng về tính đoàn kết và kỷ luật của toàn đội. Chiến lược gia sinh năm 1955 này cho rằng nhóm cầu thủ bị loại không được dự SEA Games 32 cần phải giữ nguyên khát vọng cống hiến. Bởi lẽ, việc triệu tập đông cầu thủ không chỉ phục vụ cho SEA Games 32 mà còn hướng đến các sự chuẩn bị khác cho đội tuyển Olympic quốc gia và đội tuyển Việt Nam. SEA Games 32 là một giải đấu nhưng cũng là một phần trong mục tiêu xa hơn của chúng tôi. Danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games căng tới phút cuối. Huấn luyện viên Philip Chelsea phải loại 1 trên 3 quân số U22 Việt Nam hiện tại để chốt danh sách dự SEA Games 32. Trong đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games 32, huấn luyện viên Philip Chelsea triệu tập 31 cầu thủ, bao gồm 4 thủ môn, 10 hậu vệ, 11 tiền vệ và 6 tiền đạo. Như vậy, ông Chelsea phải loại tới 11 cầu thủ để chốt danh sách cuối cùng tham dự SEA Games 32. Thực tế, huấn luyện viên Philip Chelsea có thể mang sang Campuchia thêm 2 đến 3 cầu thủ nhằm dự phòng trường hợp chấn thương hay gặp vấn đề về sức khỏe. Danh sách U22 Việt Nam chỉ thực sự đóng sổ trước trận ra quân gặp Lào một ngày. Khác với thời huấn luyện viên Park Hang-seo, nhân sự của U22 Việt Nam dưới triều đại huấn luyện viên Philip Chelsea không có sự đóng khung. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội đang dành cho tất cả các cầu thủ đang tập trung tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Về phần mình, bản thân ông Philip Chelsea cũng phải đau đầu chốt danh sách. Việc quân số U22 Việt Nam phải loại tới 1 tháng 3 là bài toán khó, bởi lứa cầu thủ hiện tại không có sự nổi bật. Ở vị trí thủ môn, nhiều khả năng huấn luyện viên Chelsea sẽ loại một nửa và hai người phải ở nhà là Trung Kiên và Văn Bình. Hàng hậu vệ hầu hết là những cái tên được đánh giá cao và có sự đồng đều, nhưng huấn luyện viên Philip Chelsea buộc phải loại 2 đến 3 cầu thủ, trong đó Văn Thắng, Văn Cường.
Văn Phương khả năng không có suất dự SEA Games. Với lối chơi kiểm soát bóng, ông Chelsea ưu tiên cho hàng tiền vệ, nhưng với 11 cầu thủ hiện tại là quá dư thừa. Khi phải lựa chọn, chiến lược gia người Pháp có thể loại Nam Trường, Đức Hoàng, Hữu Nam. Còn ở hàng tiền đạo, trong 6 cái tên hiện tại, huấn luyện viên Chelsea nhiều khả năng sẽ phải nói không với Đình Duy và gương mặt trẻ Vi Hào. Cơ sở để huấn luyện viên Philippe Chelsea đưa ra quyết định lựa chọn danh sách U22 Việt Nam chính là hai trận giao hữu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thua 2-3 và Bà Rịa Vũng Tàu ngày 24 tháng 4. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để các cầu thủ thể hiện ghi điểm nhằm tranh một suất dự SEA Games 32 trên đất Campuchia.